Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 năm 2018, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đã trị giá khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, giảm 24,1% so với tháng trước. Ước ừ tính trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Đối với ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trị giá xuất khẩu trong tháng 4 năm 2018, ước tính đạt 2 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1% so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 4 ước tính đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu ước tính đạt 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,9% so với tháng trước. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.